Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với lại Skycare. Và hôm nay chúng ta cùng đến với lại chapter 2. Đi vào một của chapter 2. Đi vào một chapter 2. Giờ là định ra đang. Mami. Đã mất 15 máu rồi. Chúng ta đang ở map mới bắn trong nhà và đi vào một, chúng ta đang đối đầu với lại năm tên khủng bố. Mình đã tiêu diệt được 4 tên rồi. Ok, đã xong tên. Ok, what's go. Mình là full đạn này. Đây là đi vào 2 của chương 2. Vẫn đang giết 5 tên. Hai tên đã gục. Ba tên. Bốn tên. Không đỡ một gì được. Ngố trong bằng á. Mãi đi. Mãi đi. Rõ. Chưa ai với chơi tính nhân ạ. Sợ lâu lắm. Ok, what's go. Ô sao? Vẫn là 5 tên. Số lượng không thay đổi. Mình thấy một điều kỳ lạ là số lượng bọn khủng bố không thay đổi. Vì bình thường là sau mỗi lần lên giờ là số lượng nó sẽ tăng dần. Như cái ở chapter 1. Và chapter 1 đến level 40 là mình phải đối đầu với tận 46 tên lính. À, đây không thấy nó tăng, vẫn là 5 tên. Vẫn là 5 tên. Để mình thử bắn lên đã xem vẫn là 2.2 nhỉ. Ồ. Nhầm ạ. Ok, mình xem lại. Ok các bạn, vừa rồi là lỗi kỹ thuật một chút. Bây giờ mình mới đang bắn ở level 2 của chapter 2 đây này. Và số lượng bọn khủng bố nó đã lên đến 8 tên rồi. Ok. Vậy là nó dần đến cộng thêm 3 luôn. À, cộng thêm 1 nữa. Ở level 1 thì nó cộng thêm 1, còn level này cộng thêm 3 luôn. Ok. Rất nhanh, làm nhiệm vụ rất nhanh. Mình như một sát thủ luôn. Sát thủ. Ok, what's go. Đi vào 3. Đi vào 3, 9 tên. Ok. Đó, thì nó đây là nó lại cũng nâng thêm cộng thêm 1 tên. Sân băng tuyết chúng ta đang đón Noel, có cả cây thông Noel luôn. Okay. Còn một tên nữa và thời gian chúng ta chỉ có 8 phút thôi. 10 tên. Thời gian để giết đội khủng bố này bây giờ chúng ta chỉ có 8 phút, khoảng 8 phút 20 giây. Còn đợt trước là chúng ta sẽ có má bọn anh chạy. Trước chúng ta có khoảng 15 phút. Bây giờ chúng ta để chúng ta chỉ có 1 phút rồi, chúng ta chỉ có 8 phút 20 giây thôi. Thời gian rút ngắn thì buồn rồi ạ. Làm sao
hai tên nữa. Ok quá, câu mười một tên. À tốn kỹ thế nhỉ. À ok, tiếp tục với lại đi vào sóng chương 2. Đi vào sóng chương 2. Ok, một mình chiến đấu với lại 13 tên đi vào phải của chương 2. Bây giờ cái đội này nó bắn nó ra rất là đông, ra rất là đông một lúc. Đấy, phải ép mình. Nó tập trung nó ra nó bắn một lúc rất là đông. Nó lấy chỉ tiền rồi. Nói thử đi ăn rồi. Hay quá. Đằng sau móc lốp mình. Ok, trận chiến bây giờ đã căng thẳng hơn chapter 1 rồi. Nó đông hơn, nhanh hơn, quá nhanh hơn. Người như thế mới vui. Bắn như thế mới thích. Bọn khủng bố bây giờ nó đã biết tránh rồi, lần tránh. Lần tránh.
Má hai thằng bắn bên cạnh mình. Bắn ở sân này rất hay nhé, sân tuyết bắn đạn tung tóe lên nhìn rất đẹp. Còn một tên nữa rồi, nấp đây đợi mình, nấp đây đợi mình. Ok, let's go. Tránh mình, tránh mình. Làm cái chúng nó bắn tôi. Ai càng đã ngáo luôn. Ba thằng, bốn thằng, năm thằng, sáu thằng hết rõ. Đang làm gì trong này các bạn? Bạn tôi đang làm gì đây? Trong này à? Ok, let's go. Tiến lên tiêu diệt bọn khủng bố à? Đi la đen. Cũng chim luôn. Mày bắn nó không hết đạn. Bắn mình mãi đi nó thay đạn. Sau còn một tên nữa đó là xong này.